La mission ? Relax, Max. La mission de demain, c'est une mission, hein. Tu sors, tu rentres, comme un fox sur une banquise, et puis tranquille, quoi. Et puis, t'inquiète pas. Regarde, eux, là. Tu verras, c'est des bons gars. បងនេះគួរខ្ញុំអាចសម្រាប់ថ្ងៃនេះបានតែថាអ្នកជំនួញ Playboy តាមពិតជាបាក់ប្រំពិឃាតនាងបាយបងនេះឃើញព័ត៌មានហើយអ្ហេ Tôi tập tập chú ảnh xong sạch đi nhưng mà bắt được đâu.